Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện mộ dung thế gia của tác giả Vô Tụ Long Hương. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 1 Ta tên là Trình Mộ Dung, nhủ danh là Liễu Liễu, bởi vì phụ thân nói người đã trông mong rất lâu mới có được ta, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, cho nên mới gọi ta là Liễu Liễu Bi. Liễu Liễu tức là toàn thành, ý chỉ là đã toàn thành tâm nguyện. Ta là tiểu thư duy nhất của gia tộc đệ nhất danh y trong chốn võ lâm, Trình gia, không hề thất truyền, gia gia ông nội của ta, phụ thân của ta đều là danh y. Y thuật gia truyền của nhà ta thập phần cao minh, được xưng tụng là thể cướp người từ tay Diêm Vương, cho nên người người đều gọi là Diêm Vương sầu. Thêm nữa, bởi vì vô luận là bậc đế vương hay dân thường đều trốn không thoát khỏi sinh lão bệnh tử, cho nên các đồng đạo nhân sĩ đối với nhà ta rất mực tôn sùng, cho nên từ đó lại có danh xưng khác là ông vua không ngai. Chính vì vậy, trong chốn võ lâm mọi người đều xem ta là Trình gia tiểu công chúa. Có người nói, danh hiệu công chúa này chỉ có con gái của hoàng đế mới có thể có. Ta lại tự xưng như vậy, không sợ hoàng đế trị tội hay sao? Đương nhiên không sợ, bởi vì danh hiệu công chúa này của ta không phải là nói đùa, mà là chính hoàng đế cũng ngầm đồng ý nói tới đây tất nhiên phải nói sơ lược qua về phụ mẫu ta. Phụ thân của ta tên là Trình Dục Chi, từng trợ giúp Yến Vương đoạt lấy thiên hạ, sau lại được Vĩnh Lạc Hoàng đế cũng chính là Minh Thành Tổ tín nhiệm. Sau đó, vô nhân tông bởi vì thân thể không tốt nên đối với y thuật của cha ta càng thêm phần nề trọng. Về phần hiện tại, tuyên đức Hoàng đế, chỉ cần trông thấy cha ta là điều tôn kính mà kêu một tiếng trình thúc. Cha ta chỉ mới làm việc sơ sơ thôi mà thanh danh đã hiển hách như vậy mẹ của ta lại càng lợi hại hơn, trước khi nói ra danh tính của nương ta, các vị mau tìm một cái cây để dựa vào đi, không đợi tới lúc sợ quá mà ngã sắp xuống ta cũng không có chịu trách nhiệm đâu à nha. Mẹ của ta chính là Đại Minh Triều không người nào không biết, không người nào là chưa từng nghe qua, thanh danh bay xa đến tận hải ngoại, võ công tiên hạ đệ nhất Thái Giám Tam Bảo, Trịnh Hòa. Uyên đi, thua, Thái Giám, Bibi, ai không hiểu có thể bay nhà SS làm anh đọc bùn loãng, mũ mũ. Chắc chắn sẽ có người muốn nói định lừa ai thế? Thái giám cho dù không phải nam, hắn khẳng định cũng không thể là nữ được, sao lại có khả năng trở thành mẹ của ngươi? Các thái giám khác ta không biết, nhưng mẹ của ta Thiên Chân Vạn Sắc sự thật rõ ràng như ban ngày, là mẹ ruột của ta. Nói ra cũng rất đơn giản, nàng là nữ giả nam trang, mạo danh thân thế. Lại nói đến tính tình mẹ ta, thật đúng là không được tốt cho lắm, nói cho chính xác thì là một kẻ vô lại nhưng được cái có số mệnh cực tốt, không những vớ được cha ta một Mỹ nam tử hoàn Mỹ, đối với vợ lại còn hết mực trung tình, dám vì vợ cả gan lừa gạt cả thành tổ, nhưng may mà thành tổ vẫn luôn tin tưởng mẹ ta. Mọi người trong chu gia nếu đem ra xem xét thì toàn là một lũ đa nghi, thích giám sát, điều tra các đại thần trong triều rất là kỹ, thành tổ lại là người bảo thủ, tay hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng mọi việc dù lớn hay nhỏ, đối với mẹ ta đều rất dễ dàng tha thứ, Mẹ của ta ở trước mặt hắn thì không cần hành lễ, thích thì ngồi nói chuyện không thì lại làm loạn lên, khi mất hứng còn có thể mắng hắn vài câu. Ta cùng với bốn vị ca ca của mình thường theo mẹ đi dạo trong hoàng cung, hơn nữa hình dáng của ta rất giống mẹ, cho nên hắn chính là vẫn nhắm mắt bỏ qua, vẫn xem mẹ của ta như là thái giám. Từng có một vị đại thần không có mắt nào đó tố cáo mẹ ta với thành tổ, thành tổ trừng mắt, nhãn lực của Trầm Không bằng ngươi sao? vì thế tam bảo thái giám là nữ nhân cả triều đều biết, chỉ có điều mọi người đều ngầm hiểu, không thể nói ra điều bí mật này. Độc tài chính là bất việc để tránh gây tổn hại đến bản thân A. À. Thành tổ từng nói với ta, cả đời của hoàng gia ra ngay cả nhi tử của chính mình cũng phải đề phòng, vậy mà lại vô cùng tin tưởng cha mẹ ngươi. Đừng nhìn cha mẹ ngươi một người giống như thánh nhân, một người thì giống vô lại, kỳ thật trong tận xương tùy, bọn họ đều là những người giống nhau, đều là những kẻ ngang ngược kiêu ngạo, trên đời này hiếm có cái gì có thể lưu lại trong mắt bọn họ. Mẹ của ngươi là người hoàn hảo, tốt xấu gì cũng đều yêu tiền, cha ngươi căn bản sinh mạng, danh, lợi, quyền lực tất cả đều không thèm để ở trong mắt. Nếu chấm không dùng tiền để giữ lấy mẹ ngươi, chỉ sợ đến chấm hắn cũng không thèm nhìn đến. Ai ra, thiếu chút nữ hoàng gia gia ta đã không được nhìn thấy tiểu liễu liễu rồi. Kỳ thật làm hoàng đế cũng thực đáng thương, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Như Thành Tổ, tin tưởng cha mẹ ta, nhưng cha ta không muốn tức vị, mẹ ta chỉ có hứng thú với tiền, Thành Tổ có chuyện gì chỉ có cách duy nhất là đành phải nói với ta. Nhưng mà đến lúc tuổi càng ngày càng lớn thì lại thích nói những chuyện đâu đâu, tuy rằng đa số những chuyện đó ta đều nghe không hiểu, nhưng ta rất hay xem sắc mặt hắn, nếu hắn thấy mất hứng, ta liền hôn hắn đến lúc hắn cao hứng trở lại mới thôi, sau đó thì cùng hắn cười khanh khách. Cho nên Thành Tổ rất yêu quý ta hắn thường hay ôm ta mà phê tấu trương. Ta thích nhất là cầm ngọc tỷ của hắn, nếu hắn ngăn cản ta liền nắm lấy dâu của hắn mà giật. Bi bi, mẹ ơi, ông nội ông ngoại ơi, tiểu liễu liễu này còn gan hơn cả hòa chính tỷ tỷ nữ a, đúng là con hơn mẹ, nhà đại loạn mà. Dâu lớn dâu bé. Lúc đó, hắn sẽ ngay lập tức ăn nói khép nép xin khoan dung, tiểu liễu liễu, ngoan, mau buông dâu của hoàng gia ra, ra ra, ngọc tỷ ta cho ngươi, cho ngươi sau đó hắn sẽ đổi thành cái mặt hung ác quát tên thái giám bên ngươi lúc này mặt của tên thái giám đó sẽ nhân lại thành cái trái khổ qua mắt không dám chấp lấy dù chỉ một cái lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tay ta cả người khẩn trương chờ đợi thời cơ mà chuẩn bị nằm bẹp xuống sàn mà bắt lấy ngọc tỷ bibi bì bì, ý là liễu liễu cầm chơi chán chê thì ném đi đó mà ta kinh dị hai má con nhà này quá dấu lớn dấu bé kỳ thật ta một chút cũng không có thích ngọc tỷ Nặng như tảng đá, hoa văn khắc trên đó thực sự rất là xấu. Ta chỉ là muốn nhìn tên thái giám mặt trái khổ qua đó khom lưng lại chờ đợi, người hắn cong cong như hình con tôm, nhìn rất là thú vị a. À. Trò chơi này ta chơi từ năm ba tuổi đến năm năm tuổi, tất cả thái giám bên người thành tổ đều bị ta chơi đùa đến mức mắt mờ to, đỏ kè giống như mắt con gà trọi. Chưa hết, khi Hoàng Thái Tôn Chu chiêm cơ, chính là tuyên đức Hoàng đế sau này đến để thỉnh an ta còn được ở trong lòng ngực của thành tổ mà nhận một lạy của hắn. Cho nên, kỳ thật, ta chính là một nhân vật khó lường, ngay cả hoàng đế cũng quỳ trước mặt ta. Ha ha ha. Chiêm Cơ ca ca khi đó đã hơn 20 tuổi, ta hay gọi hắn là thúc thúc, thành tổ nói, sai rồi, sai rồi kêu Chiêm Cơ ca ca. Ta khi đó còn nhỏ, nghe thấy từ cơ, lại tưởng là kê, lại vừa trước đó một ngày, ta ở nông trại thấy gà mái đẻ trứng, thật có ấn tượng rất sâu sắc cho nên tự nhiên có hứng thú đối với chim cơ ca ca. Thế là ta học tiếng gà mái kêu, cục tác, cục tác, gà, gà đẻ trứng, ta còn dùng hai cánh tay quạt quạt học gà mái vỗ cánh. Thành tổ cười ha ha, chim cơ ca ca cũng không dám nề hà mà nở nụ cười. Một thời gian rất dài sau đó ta đều xem chim cơ ca ca là gà mái, trông thấy hắn liền kêu cục tác, cục tác. Chim cơ ca ca mặc dù ngang hàng với ta nhưng kỳ thực ta cùng với nữ nhi của hắn không khác biệt là mấy, mỗi khi gặp ta hắn đều than thờ rằng nữ nhi của hắn đần độn, không dễ thương như ta, vẫn thực sự là sủng ái ta. Nhưng mà những người sủng ái ta nhiều lắm, cho nên, ta chả thể nào nhớ được hắn. Cho nên mỗi khi ta ra ngoài mấy tháng trở về, liền quên bén mất hắn. Hắn kể lại rất nhiều chuyện nhưng ta cũng không nhớ nổi hắn, cuối cùng, không còn biện pháp nào khác, hắn đành quạt quạt hai cánh tay rồi kêu, cục tác, cục tác. Chỉ có thế thì ta mới nhớ ra hắn còn uy hiếp ta, nói nếu ta lại tiếp tục quên hắn, hắn sẽ đánh ta. Ta không sợ, ai dám đánh ta, ngay cả mẹ ta cũng không dám. Có một lần ta làm vỡ một cái bình ngọc rất quý, nàng tắt ta một cái. Người nhà ngoại ta nói người nhà nội ta không bảo hộ được ta, cho nên đem ta về bên ngoài ở mấy tháng. Thành tổ biết liền trách mẹ ta ngược đãi ta, hại hắn mấy tháng không thấy được ta, liền phạt bay mất hai tháng bổng lộc của nàng còn nói ta nếu làm vỡ cái gì thì hắn sẽ bồi thường, không ai được đánh ta. Có hoàng đế ra ra là chỗ dựa lớn vững chắc, người nói ta còn có thể sợ ai. Lúc ta 7 tuổi, trong khi thành tổ đi chinh phạt mạc bắc đã băng hà. Lúc ấy thái tử Chu Cao Sĩ còn có chiêm cơ ca ca cùng hán vương Chu Cao Hú đều cùng nhau tranh đoạt vương vị, cho nên không có ai rảnh để thương tâm. Những người khác thì đều xem thành tổ như bạo ngược hôn quân, với việc hắn chết cũng không thèm đau lòng làm gì, thậm chí có người còn cảm thấy vui mừng. Chỉ có ta, vì tuổi còn nhỏ nên không cần biết Thành tổ đã làm những việc xấu gì, chỉ biết rằng hắn đối với ta rất tốt, từ nay về sau, hắn không còn có thể yêu thương ta nữa, cho nên ta thực thương tâm, khóc lóc ầm ĩ. Mẹ ta trước nay vẫn đối nghịch với ta, lần đó lại cùng ta ôm nhau khóc rất lớn. Phụ thân nói, những người khóc trong đám tang đều nhìn hai mẹ con chúng ta, chúng ta đều vì yêu thương Thành tổ mà khóc, cho nên Thành tổ sẽ rất cảm động thái tử lên kế vị, chính là vua Nhân Tông. Nhân Tông là một kẻ đại mập mạp, chân đi cũng không tốt, nhưng tính tình lại đặc biệt tốt. Ta đi theo phía sau hắn, khập khiễng học theo bộ dạng đi đường của hắn, hắn trông thấy ta, cũng chỉ là cười ha ha. Nhưng sau đó, phụ thân nói với ta rằng lấy chỗ thiếu hụt của người khác để tìm niềm vui cho bản thân thực sự là rất thấp hèn, không cho ta tiếp tục làm như vậy nữa. Nhưng mà nhân tông chỉ làm hoàng đế được có 10 tháng liền băng hà, Thế là chim cơ ca ca lên làm hoàng đế. Tuy đã làm hoàng đế nhưng chim cơ ca ca vẫn như trước, vẫn rất sủng ái ta, hoàng cung với ta mà nói giống như hậu viện của nhà mình, có thể tùy ý đi lại. Trước đây ta có rất nhiều trò quậy phá, thường xuyên trốn ở phía sau giả sơn ở ngự hoa viên hoặc là trốn ở trên cây, mỗi khi có cung nữ hoặc thái giám đi ngang qua, một là đánh bọn họ vài cái, nếu không thì ngáng chân. Cho nên mỗi khi bọn thái giám cầm cái gì quý giá đi qua, ngay từ ở phía xa xa đã hét lên rất thảm, "Tiểu thư, thứ này nếu vỡ là không được đâu a." À. Thế là ta liền từ chỗ ẩn nấp đi ra, nhìn qua một chút, xong liền thả hắn đi, nếu dám gạt ta, ta liền bất ngờ đạp một phát lên đầu gối của hắn, muốn không bị ngã thì đừng có gan mà lừa ta. "Bi bi, mẹ ơi, ta choáng với mẹ con nhà này quá, té xỉu." Sau đó, bọn họ đã biết khôn, nếu không có việc gì, vạn bất đắc dĩ cũng không đến Ngự Hoa Viên thế cho nên không có ai để cho ta chơi đùa, thế là có một lần, ta đã đem hoàng hậu ra làm trò. Lúc ấy, sau nửa ngày ta dình nhưng không có ai đến cho nên có chút buồn tẻ, đang lúc đó thì trông thấy có người đi đến, cũng không thèm nhìn kỹ đã lấy cây ná ra, bắn một phát, một viên bi trúng ngay hoàng hậu khiến cho nàng ngã lăn quay ra đất, trên mặt hiện rõ vẻ đau đớn và tức giận. Uyên đi, em phục chị. Hoàng hậu khóc sướt mướt đi tìm hoàng đế ca ca cáo trạng hoàng đế ca ca liền bắt ta quỳ xuống rồi đánh ta tuy rằng hoàng đế ca ca đánh ta chẳng qua chỉ là làm bộ cho hoàng hậu xem tuyệt đối không có đau nhưng nhớ tới thành tổ đang yên giấc bên trong hoàng lăng ta vẫn là rất thương tâm một bên khóc một bên hết thảm hoàng gia gia ngươi ở đâu a à? hoàng đế ca ca hắn đánh ta lúc này hoàng đế ca ca giả vờ giả vịt cũng không được nữa nhanh chóng đuổi hoàng hậu đi chỗ khác bắt đầu dỗ dành ta ta lấy lòng bào của hắn mà lau nước mũi, nước nở lên án hắn, hoàng đế ca ca là chứng thối, đánh mông ta đau quá. Hắn xoa xoa cái mông nhỏ của ta, nhìn ta nịnh nọt, liễu liễu, ngoan, đừng khóc, là hoàng đế ca ca không tốt, ngươi nói ngươi muốn cái gì, hoàng đế ca ca đều đáp ứng ngươi. Ta lập tức ngừng khóc, ngươi nói thật chứ, không có đổi ý, không đổi ý. Ta đây muốn dùng thái giám để làm thí nghiệm thuốc, ngươi không được nói cho phụ thân của ta biết lúc trước ta luôn cùng với các ca ca phát minh ra rất nhiều thuốc tốt để chơi đùa nào là phấn ngứa phấn cười phấn thối linh tinh đủ các loại nhưng mà phụ thân chỉ cho phép chúng ta thử nghiệm trên người xấu nhưng mà ta không giống với các ca ca có thể tùy ý chạy loạn đi khắp nơi để kiếm người cần bảo hộ cho nên căn bản là không gặp được người xấu thế là ta liền xem hoàng hậu là người xấu nhưng cũng không có thể tùy tiện động đến nàng ta thường nghe các ca ca nói dùng phấn ngứa có thể khiến cho người bị ngứa ở trên đường cái cởi sạch quần áo mà gãi ngứa, hoặc là ác bá mà chúng phấn cười thì sẽ lăn lộn trên đất cười đến khóc lóc như cha mẹ mất. Ta nghe xong thật sự cảm thấy rất hâm mộ. Hoàng đế ca ca không muốn đáp ứng, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt đầy mặt ta, chỉ chờ hắn cự tuyệt sẽ tiếp tục khóc, hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi, nhưng ngươi lúc nào cũng phải mang theo thuốc giải, chỉ có thể thử một lúc thôi. Còn nữa, về sau không cho phép ngươi ở ngự hoa viên gây chuyện. Ta lập tức cười, mông cũng không còn cảm thấy đau, được, hoàng đế ca ca, ngươi là tốt nhất. Hắn lau nước mắt cho ta, véo cái mũi của ta, vừa khóc vừa cười, như con chó nhỏ vậy. Sau đó ta không đi ngự hoa viên dọa người nữa, hoàng đế ca ca dành cho ta một cái bàn nhỏ bên cạnh ngự án của hắn, bàn làm việc, được đặt trong thư phòng chuyên dùng để phê duyệt tấu chương những lúc hắn rảnh rỗi thì lại dạy ta viết chữ, vẽ tranh. Hắn hiện đang rất bẩn, cho nên ta phải nhanh chóng đi tìm thai giám để thử phấn ngứa và mấy loại khác. Nhưng mà bởi vì hoàng đế ca ca đã hạ lệnh, tất cả những người bị ta lấy ra làm thí nghiệm thuốc đều được cấp thuốc giải và phát thêm tiền thường, cứ tính theo số lần thí nghiệm mà tính. Cho nên, mỗi lần ta thí nghiệm xong, cũng không có hại gì đến bản thân mà còn được thưởng nên bọn thái giám rất chi là hăng hái. Chương 2 năm ta 8 tuổi, các ca ca bên ngoại tổ phụ muốn đi mặc bắc du lịch, sẵn dịp đi ngang qua Bắc Kinh. Nhà ngoại ta là danh gia vọng tộc trong chốn võ lâm mộ dung thế gia. Tất cả các thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm tiền nhiệm đều là tiểu thư của mộ dung gia. Lúc bằng tuổi ta bây giờ thì cả nhà chỉ có mình mẹ ta là nữ nhi, nàng nhỏ tuổi nhất, ta có tới tận 9 ông cậu. Đến thời ta bây giờ, chỉ có biểu tỷ nhà tam cữu gia cữu, cậu với ta là hai nữ nhi, nam nhi có đến hai mươi mấy người. Bởi vậy nhà ngoại vẫn như hồ rình mồi, luôn muốn cướp ta đem về nuôi. Hai bên nội ngoại đã cùng nhau ký một hiệp thương, mỗi nhà giữ ta một nửa thời gian. Đến lượt nhà nào thì dùng họ nhà nấy, khi ở nhà ngoại, ta tên là Mộ Dung Trình. Trước kia, hàng năm ta đến nhà ngoại ở Nam Kinh sống mấy tháng rồi quay về Bắc Kinh, nhưng vì đường xá xa xôi, bọn họ rất đau lòng nên cũng không bắt buộc ta hàng năm phải đi nữa chỉ bảo nếu ở thì ở hẳn một mạch vài năm rồi về. Mấy ca ca của ta cũng muốn theo đi mạc bắc, ta thấy bọn hắn có chuyện tốt liền muốn vứt bỏ ta lại, hừ, ta còn lâu mới chịu, thế là ta một khóc, hai làm loạn. Ba đòi thắt cổ, nhất quyết không để bọn họ bỏ ta ở lại mà đi. Nấm, ôi chị ơi, 18 tuổi đã đòi thắt cổ, đáng sợ quá. Mọi người tính toán một hồi, nhiều người như vậy muốn bảo vệ ta cũng không khó, và lại phải có ta đi cùng để gây chuyện thì cả đoạn đường đi mới thú vị, cho nên liền đồng ý đi bi, cái nhà này thích chút thêm phiền phức ha. Đương nhiên là không thể nói nói thật cho hoàng đế ca ca biết, chỉ có thể nói ta đến nhà ngoại tổ phụ ở mấy tháng. Hoàng đế ca ca cũng biết hiệp định của hai bên nội ngoại ta, tuy rằng luyến tiếc nhưng cũng không ngăn cản, cho nên ta rất là thuận lợi chuồn đến đây. Hoàng đế ca ca từng muốn phái mấy cầm y vệ đến bảo vệ ta nhưng phụ thân nói như vậy dễ khiến cho bọn nhân sĩ chú ý, ngược lại sẽ rước thêm họa. Mộ dung ra mỗi người đều có võ nghệ siêu quần, bảo vệ ta tuyệt đối không thành vấn đề, hoàng đế ca ca lúc này mới từ bỏ ý định. Tại mạc bắc, ca 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 đeo dâu quai nón, cho nên ta cũng dịch dung, giả dạng là một tiểu nam hài đứa bé trai. Chúng ta giả làm người buôn ngựa, nói tiếng thắt từ nửa sống nửa chín chạy chơi khắp nơi trên thảo nguyên sau khi nguyên triều bị hủy diệt dân thất tử phân tán thành nhiều bộ lạc trong đó có ba thế lực lớn là thắt đát ngoá thứ và vu lương cáp bọn họ cũng hay gây chiến với nhau để tranh giành lãnh thổ bởi vậy trên đường đi chúng ta gặp rất nhiều trận đánh với quy mô lớn nhỏ khác nhau ta nhớ lại hoàng gia gia cũng đã mất khi đi chinh phạt mạc bắc nên ta rất có thành kiến với người thát tử các ca ca cũng nói bọn thát tử này rất đáng hận bọn chúng hay đến biên giới để đánh người hán đánh xong thì bỏ chạy. Bibi đánh xong bỏ chạy là đạo lý gì? Chúng ta ý có võ công cao cường chủ yếu là các ca ca nên thường hay nhảy vào can thiệp. Chỉ cần là thắt tử, gặp ai thì đánh người nấy. Khi thì đốt lương thảo, khi thì hạ thuốc sổ binh lính thắt tử, có một lần đã tàn nhẫn bỏ thuốc làm cho toàn bộ chiến mã của bọn họ dụng hết lông. Một đám ngựa chân bóng nhắn tín chạy hàng đàn nhìn như một đoàn thịt di động, thật sự rất tức cười, cũng hả giả được phần nào chúng ta tự xưng là đội du kích của thảo nguyên tuy rằng chưa từng giết địch nhưng cũng đã gây cho bọn thát tử không ít phiền toái làm cho bọn họ đau đầu mãi không thôi nhưng mà chúng ta chưa bao giờ gây phiền hà cho dân chăn nuôi phụ thân nói dân chúng là vô tội dù ngoạn nửa năm mới rời mạc bắc nên bây giờ chúng ta có thể nói giọng thát tử một cách rất lưu loát có một lần đi đường gặp một bầy sói ta nhặt được một con sói con đặt tên là a xòa, nuôi cũng được nửa năm hiện tại nó chỉ nghe lời ta nói. Nấm, rồi, chủ nào tớ nấy. Trên đường trở về, chúng ta gặp một bộ lạc thát đát nào đó đang bán đấu giá nô lệ. Những nô lệ đó đều là nữ nhân hoặc trẻ con bị bắt khi chiến tranh xảy ra. Trong buổi đấu giá nô lệ, ta phát hiện một thiếu niên thắt tử. Nhớ lần trước khi gặp hắn, hắn vẫn là tiểu vương tử của bộ lạc ngõ thứ, hùng dũng ngoài vệ nói năng cầu thả, còn dám nói tương lai muốn đánh đến Bắc Kinh giết hoàng đế Minh Triều, đoạt sang Sơn Triều Nguyên. Lúc ấy chúng ta tức giận liền cho chiến mã của bọn hắn dụng hết lông, sau đó ngựa bỏ họ không thể cưới được cho nên thua trận. Chúng ta chỉ đứng ở xa xa xem náo nhiệt rồi tiếp tục lên đường. Không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại bị bắt giữ, cái kiểu phượng hoàng dụng lông của hắn còn không bằng một con gà, một thân áo rách tung tóe, trên cổ còn có một cái xích sắt buộc vào với cây cột. Ánh mắt phun ra tia lửa hận giống như sói vậy nhìn cái kiểu của bọn buôn lậu nô lệ không nhìn ra thân phận của hắn phòng chừng thân phận của hắn vẫn chưa bị bại lộ ta chỉ chỉ thiếu niên kia rồi nói với ngũ biểu ca ngũ biểu ca ta muốn mua tiểu nô lệ kia ngũ biểu ca nói sao vậy liễu liễu nuôi một con sói con còn chưa đủ phiền nay lại còn muốn nuôi thêm một tên người sói nấm một tên người sói một con sói nhỏ vậy tỷ là gì bibi chính là đại lang sói ta vỗ vỗ đầu của a xỏa ôi chao đúng rồi về sau người ta chọi gà đấu dế ta sẽ cho bọn hắn đấu sói chúng ta chỉ cần đứng ở bên cạnh thu tiền nấm quá nham hiểm ngũ biểu ca lắc đầu cười trừ tiến đến phía trước mua tên nô lệ kia tên buôn lậu nô lệ cười nói khách quan tên nô lệ này bị câm điếc cũng không chịu phục tùng đổi nha đầu này như thế nào chỉ cần đưa thêm một chút tiền hiện tại cho làm nữ nô Chờ nàng trưởng thành còn có thể đem làm nô tỳ làm ấm giường. Bibi, bọn này chỉ toàn có ý đem nữ nhân ra làm ấm giường, ta chém. Ngũ biểu ca quay đầu dò hỏi ý ta, ta nhìn chăm chú tên tiểu tử kia, tỏ vẻ chỉ muốn hắn. Ngũ biểu ca liền bác bỏ lời đề nghị của tên buôn nô lệ, chúng ta không có nhiều tiền, lấy hắn. Đáng lý là định đi mua một con heo, vậy mà trước khi mua được heo, chúng ta lại mua được tiểu tử kia hắn quả nhiên là không chịu phục tùng, trong cổ họng phát ra tiếng ự ừ, lại còn dám vừa cắn vừa đá chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng không phải người hắn có thể đùa, bát biểu ca chỉ cần dùng hai chiêu liền chế ngự được hắn, điểm trúng huyệt của hắn. Không biết hắn đã bao lâu rồi không tắm rửa, trên người thối muốn chết, ta bóp cái mũi, nhẹ giọng nói với hắn, vương tử điện hạ, ngươi ngoan ngoãn cho ta, bằng không ta sẽ nói cho bọn họ ngươi là ai. Nói xong ta giải huyệt đạo của hắn hắn kinh ngạc nhìn ta liếc mắt một cái bùm mí mắt xuống không dãy dụa nữa chúng ta cưỡi ngựa đi phía trước hắn đi theo phía sau tới một con sông nhỏ mũ biểu ca nói ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi một chút thế là chúng ta dừng ngựa ta tháo xiềng xích cho tên nô lệ đó rồi bảo hắn đi tắm rửa trước các ca ca chuẩn bị cơm ta chơi với a xỏa khi chơi đùa đến bờ sông phát hiện tiểu nô lệ đã tắm xong rồi đang mặc quần ở trước mặt ta tuy rằng đưa lưng về phía ta nhưng ta vẫn cảm thấy được mình bị mạo phạm. Nấm, ai mạo phạm ai, bi bi, đã nhìn người ta lại còn, vừa ăn cắp vừa la làng. Ta đá một cước vào mông hắn làm hắn rớt tỏm xuống sông. Ta đứng ở trên bờ nhảy như con choi choi mắng hắn, ngươi không biết xấu hổ. Rõ ràng giữa ban ngày mà cởi chuồng. Bi bi, ơ, ơ, có tay. Hắn bị ta xô ngã nhào đầu xuống nước, khẽ đứng lên, vuốt bùn trên mặt xuống, nước ở đây lại rất trong cho nên. Cái gì ở dưới ta cũng thấy, ta che mắt lại kêu to, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Bi bi, cái gì ở dưới ta? À, cá, mắt mở to ngây thơ. Lúc này hắn cũng không giả câm giả điếc nữa, tức giận chửi, đê tiện vô sỉ, đồ èo là, đánh lén sau lưng không phải là anh hùng. Các ca ca nghe thấy tiếng bèn đi tới, cười ha ha rồi đem ta lôi đi. Lát sau, hắn cũng lỏng lỏng lèo lèo mặc quần áo của ca ca nào đó quay trở lại chúng ta hung tợn đối diện nhìn nhau được rồi đừng trừng mắt nhìn nữa ăn cơm đi ngũ biểu ca đưa cho ta một cái đùi dê cũng ném cho tiểu nô lệ một khối thịt lớn xem ra hắn cũng đói bụng lắm rồi ăn ngấu ăn nghiến như hổ một lát sau đã chén sạch đống thịt chúng ta ở mạc bắc sớm đã ngán ăn thịt chỉ vì a xỏa chỉ có ăn thịt vì vậy chúng ta mới mang theo cho nên hiện tại bị cảnh tượng ăn uống này của hắn dọa đến mức ngây ngốc mà nhìn. Ăn xong, hắn vẫn chưa no, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy ta bé nhất trong đám người nên nhìn chằm chằm vào đùi dê trong tay ta, coi bộ muốn ăn thêm nữa. Ta cắn nhanh mấy miếng, sau đó phun hai ngục nước miếng lên, chia chia đùi dê ra khiêu khích hắn, hắc hắc, ta ăn no rồi, mặt trên ta đã phun nước miếng, người có muốn ăn không? Hắn không đáp lời, dơ mắt sói nhìn thẳng vào đùi dê, hô một tiếng rồi chạy qua cướp của ta. Ta không đề phòng, sợ tới mức vội buông tay ra. Hắn nhanh chóng đoạt lấy đùi dê, sau đó liền thối lui đến một góc, hồng hộp gặm. Ta cảm thấy ghê tởm không chịu được, uy, người thật gớm. Nước bọt của người khác mà cũng ăn. Ngũ biểu ca nói, người chưa bao giờ chịu đói, không biết nỗi khổ ở nơi này. Thấy hắn gặm đùi dê xong nhưng hình như vẫn chưa no, biểu ca lại tiện tay đưa thêm thịt cho hắn toàn bộ bữa trưa, hơn một nửa số thức ăn đã nằm trong bụng hắn, ta cùng các ca ca nhìn thấy hắn ăn mà liếu lưỡi tắt tiếng. Ăn xong chúng ta tiếp tục lên đường, vì hắn đã tắm rửa sạch sẽ nên bắt biểu ca cho phép hắn cưỡi ngựa chung. Tới buổi chiều, hắn bắt đầu không thoải mái, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng muốn nôn nhưng lại nôn không được. Chúng ta dừng lại, ta ở bên cạnh vui sướng khi thấy người gặp họa, đáng đời, quỷ tham ăn, ăn nữa đi. Tam ca nói, chết thật, là ta sơ sót, chỉ lo cho hắn ăn đầy bụng mà quên mất người đói lâu ngày, nếu trong một lúc mà ăn nhiều như vậy, dạ dày sẽ chịu không nổi. Nói xong, Tam ca lấy thuốc trong tay nải ném cho hắn, mau uống thuốc đi. Ta mất hứng, Tam ca, thuốc kia rất đắt tiền, sao lại cho hắn uống? Hắn nghiêm mặt, hung tợn chừng mắt nhìn ta, sau đó thì đem thuốc bỏ vào mồm, nuốt xuống. Chỉ lát sau thuốc đã phát huy tác dụng, bụng hắn thi nhau kêu ủng ục, hoang mang rối loạn hướng bụi cỏ mà chạy. Ta đá hắn một cước, đi xa xa chút. Ngươi muốn thối chết ta à? Quay đầu lại thì chợt phát hiện hắn không mang giấy vệ sinh, ta cầm một ít giấy kêu a xòa đem đi, đem cho hắn. Coi chừng hắn, nếu hắn dám chạy, ngươi cứ thịt hắn cho ta. Nấm, sói này thông minh ghê. A xòa ô ô tỏ vẻ kháng nghị. Nó đi theo ta đã lâu, chỉ quen ăn thịt chín. Ta khẽ xoa xoa đầu nó an ủi. Được được ta sẽ nướng chín cho ngươi ăn. Nghe được câu đó, A à, Xỏa mới vui vẻ mà đi. Bi bi, bó tay. Một lát sau, hắn đã trở lại, bộ dạng suy yếu vô lực. Phòng chừng là lúc đang đi giải quyết đã nghe thấy ta lời nói nên hắn dùng ánh mắt ác ma nhìn ta. Lúc ăn cơm chiều, hắn liền ăn uống nhã nhặn hơn, chỉ có ăn một chút lương khô. Các ca ca là một cái liều giản dị bên cạnh đống lửa cho ta, bọn họ vây quanh đó mà ngủ, cũng để lại cho tiểu nô lệ một tấm thảm. Ta vỗ vỗ A xòa, chỉ vào tiểu nô lệ, coi chừng hắn, nếu hắn dám dở trò xấu, người cắn chết hắn cho ta, ta sẽ nướng chín cho người ăn. A xòa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chầm chầm hắn như đang nhìn thấy cục xương lớn vậy. Hắn lại đang suy yếu cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt để tỏ vẻ kháng nghị. Ta chui vào lều, nghe thấy bên ngoài tam ca kêu tiểu nô lệ, này, thuốc này là thuốc chữa thương, cho người đó. Tam ca vốn rất hào tâm, hôm nay ta cũng thấy trên người hắn có rất nhiều vết roi chằn chịt, không biết đã bị đánh bao nhiêu lần rồi. Một lát lại nghe thấy hắn ở bên ngoài kêu, thuốc này sao lại ngứa như vậy? Ta vươn đầu ra ngoài, cười ha ha, thấy hắn lại cởi quần áo, ta lùi nhanh về phía sau, mắng, không biết xấu hổ, đồ cởi chuồng. Tam ca bất đắc dĩ hỏi ta, liễu liễu, có phải là do ngươi động tay động chân không? Ta ở trong liều đáp, chính là ta ta biết ca ca vốn hảo tâm nhất định sẽ cho hắn thuốc nên đã bỏ thêm phấn ngứa trên thuốc mỡ ta đã chờ cảnh này được nửa ngày rồi người a ngứa quá xem trường tam ca cũng đã cho hắn thuốc giải hắn cũng không kêu la nữa trên đường trở về có mấy lần hắn muốn chạy trốn đều bị a xòa bước trở về a xòa hiện tại đã xem hắn là một khúc xương di động đem hắn làm lương thực dự trữ cho nên trông chừng hắn rất cẩn thận mỗi lần bắt trở về ta lại thử một loại thuốc mới trên người hắn nào là băng hàn tận xương khí thế ngất trời bán thân bất toại mồm mắt méo mó tất cả đều thử trên người hắn ai bảo hắn dám chặt đầu hoàng đế ca ca ta thích xem cảnh hắn khổ sở các ca ca tuy rằng rất cảm thông với hắn nhưng lại càng không đành lòng làm cho ta mất hứng nên chỉ có thể chờ sau khi ta thử thuốc xong mới tận lực cứu chữa cho hắn hắn sau vài lần bị ta tra tấn chết đi sống lại thì đã rút ra được kết luận, ta thoạt nhìn thì là người yếu nhất nhưng mà lại là người không dễ chọc nhất. Về sau hắn cũng từ bỏ ý nghĩ chạy trốn ra khỏi đầu, chỉ dám đứng ở xa xa dùng ánh mắt tràn đầy thù hận mà nhìn ta. Ta liền bước hắn học tiếng Hán, nếu học không tốt ta liền đá hai chân của hắn, cắn hắn vài cái. Bi bi, ngươi là chó sao? Nhờ đó mà hiện tại hắn đã ngoan ngoãn chịu học, tuy có giận nhưng cũng không dám nói gì một tháng sau chúng ta tới biên giới các ca ca bỏ râu thay trang phục người hán khuôn mặt của tên tiểu nô lệ đó cộng thêm tóc uốn khúc khúc của hắn vừa nhìn đã thấy là người dị tộc các ca ca trưng cầu ý kiến của ta hỏi ta có muốn mang hắn qua biên giới hay không ta nói muốn điểm huyệt đạo của hắn lấy đao quát trên đầu hắn vài cái cho hắn thành một cái đầu chọc sau đó tiếp tục chết một ít bùn đất lên mặt hắn thoạt nhìn sơ qua thì tất nhiên sẽ không thể phân biệt được khi chúng ta nhập quan đã bị bắt lại kiểm tra, ta lấy long văn ngọc bội hoàng đế ca ca cho đem ra nhoáng lên một vài cái. Binh lính lập tức khẩn trương, chỉ chốc lát, tên đại quan chấn giữ biên quan đã tự mình nginh đón, cung kính mời chúng ta qua biên giới. Tên quan chấn giữ nói hoàng đế ca ca đã tìm ta khắp nơi, bảo ta nhanh nhanh trở về. Nguyên lai là vì hắn đã biết chuyện ta nói dối, cho nên đã hạ tối hậu thư, nếu ta dám tiếp tục ở bên ngoài, hắn sẽ phái một đội tẩm y vệ tới bắt ta. Ta lúc này mới sực nhớ rằng, nửa năm nay ở mạc bắc đánh du kích cũng không có viết cho hoàng đế ca ca một bức thư nào cả, năm mới ta cũng ở bên ngoài không có về. Hoàng đế ca ca không có một chút tin tức nào của ta chắc chắn sẽ rất lo lắng. Bất giác cảm thấy áy náy, bắt đầu có ý muốn trở về. Các biểu ca cùng nhau về nhà ngoại, còn ta cùng với các ca ca thì bị đội quân áp giải, chậm rãi tiến về kinh thành. Suýt thì quên nói, ta đã đặt cho tiểu nô lệ một cái tên, kêu là A Thát, vì tên của hắn thật quá khó đọc. Lúc tại quan nha, A Thát nhìn thấy ta mặc y phục nữ nhi mới biết được ta là nữ. Đầu tiên là hắn nhìn ta đến ngây dại, sau đó lại nói thầm một câu, xà hạt mỹ nhân. Mỹ nhân như rắn rết, ý chỉ người đẹp nhưng độc ác. Sau đó ta liền cho hắn thấy rắn rết là như thế nào, ta tiếp tục hạ băng hàn tận xương lên người hắn, cho hắn ở dưới trời nóng mà lại nằm trên mặt đất lạnh đến phát run, răng đánh vào nhau kêu lập cập. Chương 3. Sau khi trở lại kinh thành, thật sự là ta có muốn tránh cũng không tránh khỏi bị trách cứ một chút, nhưng mà ta chỉ cần ôm hoàng đế ca ca, cúi đầu sám hối rồi thêm một chút làm nũng, ngay lập tức có thể biến nguy thành an. Ta cứ thế tiếp tục mỗi ngày ngồi ở ngự thư phòng chơi đùa với hoàng đế ca ca. Chỉ có điều, ta hiện tại ở trong cung cũng không được vui vẻ cho lắm, bởi vì ta phải về để chơi đùa với A Thát. Ta cũng nói cho hoàng đế ca ca biết chuyện của A Thát, ta nói hoàng đế ca ca, người nói có buồn cười không? Hắn chỉ là một tiểu thát tử của ngõ thứ, nói ẩu nói tả, còn dám nói muốn đánh đến Bắc Kinh, còn muốn chém đầu ngươi. Thế là chúng ta liền cho chiến mã của bọn hắn dụng hết lông, hắn bị người thát đát bắt làm tù binh biến thành nô lệ, hiện tại còn bị ta mua đưa về đây. Ta mỗi ngày đều áp bức, truy hỏi hắn có còn dám có ý đồ muốn đánh hoàng đế ca ca của ta nữa không nhưng mà hắn đến chết cũng còn ngang ngược, nhất định không chịu từ bỏ. Cho nên ta đã cho hắn nếm mùi vị đau khổ, hiện tại hắn hận ta đến chết mà cũng chỉ có thể ôm hận mà thôi, không có biện pháp làm gì ta. Ha ha, ngươi thấy vui không? Hoàng đế ca ca lại nói, hắn vốn là có dòng máu hoàng tộc, ngươi nên cẩn thận một chút. Một người như vậy nếu giữ lại bên người sẽ là tai họa ngầm. Liễu Liễu, ngươi đem hắn giao cho chấm xử trí đi. Không được a, à, phụ thân nói, hắn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện ta đã đáp ứng với phụ thân là sẽ không đụng đến tính mạng của hắn. Ai ra, chính thúc lúc nào cũng mềm lòng. Vậy ngươi đem hắn thả đi. Cũng không được, ai bảo hắn muốn hại hoàng đế ca ca, ta nhất định phải bắt hắn chính miệng nói ra rằng bản thân đã sai rồi, về sau còn phải quỳ dưới chân ngươi cầu xin tha thứ, sau đó ta mới thả hắn. Chỉ cần là người muốn hại hoàng đế ca ca, thì đừng mong có kết cục tốt. Nấm ách, tỷ ác quá bi, bi ta thấy vậy mới xứng danh nữ tử có thua kém gì nam nhi đâu mũ mũ ai ra liễu liễu người lo lắng cho chấm như vậy thật làm cho chấm rất cao hứng nhưng mà chấm vẫn lo lắng a à, ngoan phải cách hắn xa một chút nấm anh này chưa chi đã thấy mầm tai họa rồi thông minh bi bi tai họa trong tương lai đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn Ưm, ừ, ta tuy trong miệng đáp lời nhưng trong lòng vẫn không cho là đúng thế là đành lấy đề tài khác để chuyển hướng, hoàng đế ca ca, ta còn nuôi một con sói nhỏ đấy. Ca 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 đều nói nó bị ta dưỡng thành một con chó hoang. Nó rất dễ bảo, không ăn thịt tươi, thích ăn trứng chim, chỉ nghe duy nhất lời ta nói. Về đến nhà, ta vẫn như trước lấy việc trêu đùa a à thát làm niềm vui. Chỉ có điều là phụ thân lúc nào cũng đứng bên cạnh canh chừng, cho nên ta cũng không dám làm chuyện quá đáng. Phụ thân chính là một người tốt cho hắn ăn ngon mặc ấm còn dạy hắn đọc sách. Nếu không có A xòa giúp ta canh giữ, nhất định không cho phụ thân thả hắn, chứ nếu không người đã sớm lén thả hắn đi rồi. Thật ra bộ dạng hiện tại của hắn cũng rất cường tráng. Ta chỉ có thể canh đến lúc không có người chú ý, liền đá hắn một cước hoặc hạ một loại dược nào đó trên người hắn rồi nhanh chóng cho hắn thuốc giải. Nấm, nghe ăn tức ở, người ta cường tráng cũng ganh tị là sao? thế là làm hại thời gian vào cung của ta giảm mạnh vì phải ở nhà tìm cơ hội trêu đùa hắn. Nhưng mà hắn cũng thực kiên cường, cho tới bây giờ vẫn chưa tố giác ta với phụ thân lần nào. Hoàng đế ca ca vẫn rất sủng ái ta như cũ, có chăng là càng ngày càng tăng chứ không có giảm. Thế nào cũng không muốn ta rời đi, thậm chí chỉ còn nước nhận ta và hoàng gia chính là người một nhà mà thôi. Có một thời gian ta mê đấu dế, thế là hoàng đế ca ca hễ có thời gian rảnh là theo giúp ta đấu dế, còn hạ lệnh siêu tầm dế thượng phẩm trong cả nước đem về cho ta. Kết quả là những tên ác mồm bên ngoài đặt cho hoàng đế ca ca ngoại hiệu, hoàng đế dế. Có một tên họ chu là quan viết sử, miệng hắn đặc biệt thối, có một lần tại ngự thư phòng, hắn đem chuyện mấy con dế ra nói, một phần châm chọc một phần nói móc, cứ thế mà nói hoàng đế ca ca đã lớn mà còn chơi đùa như con nít. Từ xưa đến nay hoàng đế vốn không giết quan viết sử, nếu muốn giết trước tiên phải làm cho hắn rời khỏi chức vụ đó hoàng đế ca ca thật sự rất đáng thương, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Kỳ thật hoàng đế ca ca là hoàng đế tốt, mỗi ngày xử lý nhiều chính sự như vậy, thường làm việc từ lúc gà gáy đến lúc quỳ cũng kêu, không có chút rảnh rỗi. Chỉ khi nào ta đến quấy rối hắn, lúc đó hắn mới rảnh rỗi nghỉ mệt một chút. Dân chúng làm việc nếu mệt mỏi đều có thể ngồi ở trên bờ ruộng mà nghỉ một lát, còn hoàng đế ca ca chỉ chơi đùa với mấy con dế một chút thì có làm sao? dựa vào việc cống dế mà khi dễ dân chúng thật sự là do các quan viên ở bên dưới cố tình bẻ cong thành ý, không thể trách Hoàng đế ca ca được. Lại nói, Hoàng đế ca ca thi hành nhiều chính sách trị quốc nhân từ, chăm sóc dân sinh tốt, mọi người ấm no, tại sao không nói? Tại sao chỉ chăm chăm soi mói vào một tỷ vết nhỏ? Ta ở bên cạnh nhịn không được nên sen mồm vào, người nói bậy, Hoàng đế ca ca là minh quân, giống với... Giống với vị minh quân miêu cái gì, canh nghiêu đó. Nấm, ý tỷ ý là vua Nhiêu Thuấn đây ạ, à? bì bì, Nghiêu Thuấn giấu lớn canh Nghiêu. Trước kia hoàng đế ca ca đã giảng cho ta nghe về chuyện xưa của bọn họ. Tên ngôn quan kia đem con mắt chuyển hướng tới chỗ ta, bắt đầu thảo phạt ta, bệ hạ, nữ nhi này không phải hoàng thân, cũng không phải mệnh phụ, sao có thể tùy ý ngồi nghe việc quân cơ, nghe việc quốc gia đại sự. Thật sự danh bất chính, ngôn bất thuận, nàng ta dung mạo xinh đẹp, ánh mắt yêu mị, chỉ sợ sẽ trở thành nữ hỏa, mong bệ hạ nhanh nhanh đem nàng đuổi ra khỏi cung. Nấm, thèn cha dô diên dễ sợ đạp đạp, biến, bi bi, đúng, mau cút đi, không ta đuổi chó ra cắn bây giờ. Hoàng đế ca ca lúc đầu còn chịu đựng, nhưng sau khi nghe hắn nói đụng tới ta liền lập tức nổi giận, nàng vẫn còn là một hài tử, người nói bảy cái gì đó. Tên ngôn quan kia vẫn còn không chịu buông tha, ta lặng lẽ bắn một viên đạn phấn thối lên người hắn, chỉ chốc lát, trên dưới người hắn đều bắt đầu phát ra tiếng hắn nhanh chóng ngậm miệng xuất khí lực toàn thân mà nín lại nhưng dược này ta đã cùng với các ca ca thử nghiệm trên rất nhiều người đã qua nhiều lần cải tiến phương pháp cho nên không phải hắn muốn nín là có thể ngưng kêu bibi cái thuốc này phát tiếng kêu như đang đánh rắm há ta thua eo eo rồi a à? chỉ lát sau cả điện đã nghe thấy tiếng kêu vang liên tục không ngừng nhưng thật ra không có mùi gì cả đây là nghiên cứu mới mất của chúng ta, chúng ta đã chế tạo ra loại phân thối mà không thối để tránh khi dùng dược sẽ làm ảnh hưởng đến chính mình. BB, thông minh dữ dội. Mặt mọi người đều đỏ lên, môn quan bởi vì vừa nín lại vừa xấu hổ, những người khác là nhịn cười. Hoàng đế ca ban đầu còn có chút tức giận, lúc này cũng buồn cười, phất tay ý bảo, ngươi lui xuống đi. Môn quan như nhận được lệnh được đại xá, cũng không dám trả lời nữa thì lễ rồi ngay lập tức liền mang theo tiếng kêu đó xông ra ngoài, ở xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng bùm bùm vang lên. Nấm, em sống cô nổi, vừa làm vừa ăn chè nên bị nghẹn, bi bi, ăn không mời ta nên bị thế đó. Chúng ta ở phía sau cùng nhau cười vang. Ta đã sớm bảo Thái giám cầm giải dược đứng ở cửa cung chờ hắn, ta cũng không dám cho hắn mang tiếng kêu kinh dị đó ra ngoài cung, vạn nhất nếu cha ta biết được, về sau ta muốn chế tạo tân dược, nhất định phụ thân sẽ không cho phép hoàng đế ca ca ôm lấy ta, đặt ta ngồi lên đùi, cười đến không thở nổi, hắn hỏi ta, vừa mới rồi có phải là ngươi phá hắn không? Ta gật gật đầu, ai bảo hắn mắng ngươi, còn muốn đuổi ta ra khỏi cung. Hoàng đế ca ca rất muốn nghiêm mặt mà giáo huấn ta, nhưng mà thật sự là nhịn cười không được cho nên đành phải tha cho ta, nói, lần này bỏ qua, về sau không thể hạ dược đối với các đại thần. Hôm nay người này đúng là miệng quá thối, giáo huấn hắn một chút cũng được thôi được rồi, niệm tình ngươi giải quyết chuyện ồn ào cho chấm, truyền ngự thiện phòng làm cho ngươi bắt canh nêu, cho xứng với đường thi của ngươi. ta không phục hoàng đế ca ca ngươi diễu cợt ta. lúc còn nhỏ ta thích nhất là ăn đường. có một lần chiêm cơ ca ca nói muốn dạy ta học đường thi, ta tưởng là được ăn đường nên nói vậy chúng ta hãy ăn cả khối đường thi đi. về sau vẫn là bị hắn diễu cợt. hoàng đế ca ca cười một hồi, để bút viết xuống ba chữ canh nêu thuấn sau đó bắt ta ngồi vào bàn học nhỏ được đặt bên cạnh bàn của hắn để luyện ba chữ đó, viết nhiều lần rồi mới được giải lao. Ngày hôm sau, tên ngôn quan họ chu kia hồ thẹn từ quan. Hoàng đế ca ca thương hại hắn bị ta chơi sỏ mà không biết, mặc dù hắn có chút cổ hủ nhưng vẫn là người rất chính trực, cho nên phong cho hắn một chức quan địa phương rồi cho hắn về quê. Vì chuyện tên ngôn quan kia nói ta chỉ là một thảo dân bình thường không phải hoàng thân quốc thích nên hoàng đế ca ca đang chuẩn bị phong ta là công chúa. Hoàng hậu nghe phong phanh chuyện này nên có ý không vui. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Lúc đầu là bởi vì hoàng đế ca ca rất sủng ái ta nên đám hậu cung phi tần, thái giám đều tranh nhau lấy lòng ta, có thứ gì tốt đều đem đến cho ta trước tiên, bọn họ muốn lấy lòng ta, ngay cả hoàng hậu tuy đã sinh được nhược ninh công chúa nhưng cũng không oai bằng ta. Thế là hoàng hậu mất hứng, cộng thêm việc lúc trước ta bắn đạn ná vào nàng, thù mối hận cũ nàng đều khắc ghi trong lòng, nhưng vì ngại thể diện của hoàng đế ca ca, ta lại chỉ là một thảo dân bình thường nên nàng không muốn hạ mình để đi đối phó với ta, chẳng qua chỉ là tỏ thái độ không thích ta. Nghe nói ta sắp được phong làm công chúa, nếu cứ như vậy tính theo giai phẩm thì ta sẽ ngang bằng với nữ nhi của nàng, có thể cùng ngồi cùng ăn, cho nên nàng nhất quyết không muốn nhẫn nhịn nữa. Lúc hoàng hậu nương nương cầu kiến, hoàng đế ca ca cũng vừa mới bắt đầu dạy ta vẽ tranh. Nàng ganh ghét chừng mắt liếc ta một cái, sau đó nói với hoàng đế ca ca, nghe nói bệ hạ muốn phong nữ hài tử này làm công chúa, thần thiếp nghĩ thấy rất không ổn. Thân thế của nàng quá ly kỳ, trước kia còn có lời đồn rằng nàng chính là tư sinh nữ nhi của hoàng tổ con riêng. Nếu bây giờ nàng trở thành công chúa, như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ sợ chuyện cũ lặp lại, có kẻ lợi dụng việc này phao tin đồn gây bất lợi cho hoàng gia, làm tổn hại đến danh dự của hoàng thượng. Mong bệ hạ suy nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế Ca Ca có chút không vui, đã biết là có người tung tin vịt, thân là hoàng hậu thì ngươi nên khiển trách kẻ tung tin, không cho nó tiếp tục lan truyền. Tại sao lại còn trợ giúp, đã vậy còn muốn ép chấm phục tùng, chẳng phải là làm cho cái ác ngày càng hoành hành sao? Chẳng lẽ từ trước tới nay hoàng hậu đã thống lĩnh hậu cung như vậy sao? Bibi, hoàng đế anh minh. Mặt của hoàng hậu nhất thời trắng bệch, nàng cũng thật sự rất cố chấp, không biết nhìn tình thế mà rút lui, vẫn kiên trì phản đối cho dù có thể không để ý đến những lời xả môn đó, nhưng xem cử chỉ hằng ngày của nàng ta, có một chút nào giống bộ dạng của một công chúa không, cả ngày chỉ biết chiêu mèo chọc chó, khiến trong cung trướng khí mù mịt. Một công chúa như vậy, đi ra ngoài không sợ người trong thiên hạ sẽ nhạo báng sao. Hoàng đế ca ca tức giận, nàng vẫn còn là một tiểu hài tử bướng bỉnh, về tình có thể tha thứ, chẳng lẽ cứ phải giống như nhược ninh của chúng ta, lúc nào cũng bộ dạng ngơ ngác ngây ngốc, trước mặt trẫm ngay cả một câu cũng không dám nói, đó chính bộ dạng của một công chúa sao. Hoàng hậu sao lại đi so đo với một tiểu hài tử. Nếu đã nói đến tận đây, ta cũng không ngại nói thêm một câu nữa. Khi kỳ trấn đại hoàng tử được sinh ra, ngươi cũng chỉ miễn cưỡng cười có một lần, về sau cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn tuy không phải do ngươi sinh ra nhưng dù gì ngươi cũng là mẹ cả của hắn, nhân vị tất đương tự sinh tử, đán hoạn ái dưỡng bất trí nhĩ, bi bi, tức là công sinh chưa chắc bằng công dưỡng. Là hoàng hậu thì phải có tấm lòng rộng lớn, nếu không thì làm sao làm được mẫu nghi thiên hạ. Nếu hoàng hậu thấy nhàn rỗi như vậy thì nên đi tự kiểm điểm chính mình trước đi. Hoàng hậu thật sự không nghĩ rằng hoàng đế ca ca lại nghiêm khắc chỉ trích mình như vậy, lại còn hạ thấp nàng, thế là nàng nhất thời trên mặt hết xanh rồi lại trắng, xấu hổ và giận dữ đến mực không chịu nổi, mắt ngấn lệ, nói không ra lời đến lúc này ta mới biết được chuyện sắc phong ta làm công chúa, ta cũng không thích, hoàng đế ca ca, ta cũng không muốn làm công chúa. Sắc mặt hoàng đế ca ca kinh ngạc quay sang hỏi ta, vì sao? Ta biểu môi, ta nghe chuyện vương chiêu quân được phong làm văn thành công chúa, nghe nói bọn họ đều là công chúa giả, chuyên được dùng để đem đi hòa thân. Ta hiện không cần tiếp tục xuất ngoại nữa. Ha ha, chấm sao có thể đem ngươi đi hòa thân. Nhưng mà... Hoàng đế ca ca suy nghĩ một chút, vạn nhất nếu tương lai có ngày này, bọn họ chỉ mặt gọi tên, nhất định muốn ngươi thì sẽ rất phiền toái. Thôi quên đi, ta để cho Thái hậu nhận ngươi làm nghĩa nữ, như vậy thì sẽ không có quá nhiều phiền toái. Ừm, Hoàng đế ca ca là tốt nhất, ta quay đầu nói với Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương, cha ta đẹp trai lại nhiều tiền. Nương ta vốn lại không coi trọng hoàng gia gia tao lão đầu ông già lỏng khọm cho nên ngươi không cần tin những lời đồn đại kia. Hoàng đế ca ca cao mày, không kiên nhẫn nói, sao ngươi còn chưa đi? Không có việc gì nữa thì lui ra đi. Hoàng hậu ủy ủy khuất khuất khóc nức nở nói, thần thiếp cáo lui. Ôm nỗi hận, liếc mắt nhìn ta một cái rồi lui ra ngoài. Ngay lập tức hoàng đế ca ca liền quay sang tính toán với ta, liễu liễu, sao lại gọi là hoàng gia gia là tao lão đầu. Về sau không được làm càn như thế nữa biết không? Hiểu rồi, vậy sau này chúng ta già sẽ gọi hoàng đế ca ca là tao lão đầu được chưa? Không được, ta dù có già thì cũng vẫn đẹp lão. Dù có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cũng không bằng ta, người so với ta thì vẫn cứ là tao lão đầu. Thật là bướng bỉnh. Chương 4 Những ngày sau đó ta lúc nào cũng lo sẽ bị hoàng hậu trả thù, nhưng đâu ai ngờ nàng đối với ta càng ngày càng thân thiết. Ta tự nhiên nhớ tới lời cha ta nói, không có việc gì tự nhiên lại xung xoe, chắc chắn có mưu đồ xấu. Cho nên lúc nào ta cũng canh chừng, nhưng nàng một chút sơ hở cũng không lộ ra, ngay cả hoàng đế ca ca cũng dần dần nghĩ rằng nàng biết sai liền sửa lại. Tuy nhiên, chuyện nàng muốn hại ta một sớm một chiều cũng xảy ra. Có một ngày, có công nữ cấp báo, nói hoàng hậu mua độc dược bỏ ở trong mật ong, chuẩn bị đem tặng cho ta ăn. Hoàng đế ca ca nghe vậy phẫn nộ, dẫn người sông thẳng khôn chữ cung, quả nhiên tìm ra một lọ mật, cung nữ bên cạnh nàng thấy tình thế không ổn, lập tức tố giác hoàng hậu có ý định hạ độc. Hoàng hậu ra sức kêu gào, nói là bị người ta vô cáo hãm hại. Hoàng đế ca ca phái người tìm một con chó, cho nó ăn, con chó ăn hết nhưng vẫn không có việc gì. Hoàng hậu ngay lập tức đứng ở một bên khóc lóc kêu oan, hoàng đế ca ca tự cảm thấy mình sai, mặt mày ngượng ngùng. Ta vốn nghe phụ thân nói chuyện trong hậu cung vốn không đơn giản, xem ra hoàng hậu vừa đánh trống vừa la làng ngay lập tức làm cho hoàng đế ca ca bị một phen mất mặt cho nên ta cũng không có cao hứng nó ưng nói gì thì nói ta cũng thấy có gì đó không hợp lý tự nhiên hai cung nữ vô tội kia bị nhận lấy cái chết hai cung nữ ra sức dập đầu mà kêu xin ta nhìn hoàng đế ca ca nói hoàng đế ca ca ngươi cứ để cho hoàng hậu mỗi ngày ăn hai thìa quá nửa tháng sẽ thấy có hiệu quả hoàng hậu vừa nghe xong tiếng khóc tạm dừng lại một chút hoàng đế ca ca phát hiện có điểm khác thường hỏi ta là ý gì ta đưa lọ mật cho hắn xem ngươi nhìn kỹ đi mật này có một chút ít màu hồng nhạt người thử xem có người được mùi phù dung không ngươi thử liếm liếm xem có phải là có chút vị của rượu hoàng đế ca ca theo lời ta gật gật đầu đúng như lời ngươi nói nhưng thế thì có gì khác lạ chất độc này được gọi là túy phù dung dĩ nhiên nếu ăn ít thì không sao ăn nhiều hơn sẽ chết người, chưa hết, một khi chết thì dù có khám nghiệm cũng không phát hiện ra, do nó có rất ít độc tính. Độc này phải được tích tụ ít nhất trong vòng nửa tháng mới có thể có hiệu lực. Hoàng đế ca ca ngay lập tức thay đổi sắc mặt, lời ngươi nói ngươi có dám đảm bảo. Đương nhiên, những loại khác ta không dám nói, nhưng thuốc này chính là do nhị ca ta chế ra, nó đã từng hại chết con dây nhỏ mà ta nuôi, ta tuyệt đối không nhìn nhầm. Hiện tại trong kinh thành, Tất cả thuốc này đều là lấy từ nhà của ta mà ra. Bibi, mẹ hoàng hậu ngu thấy ớn, lấy thuốc nhà eo eo đem hạ độc eo eo. Hoàng đế ca ca quay đầu hỏi hoàng hậu, ngươi còn có gì muốn nói không? Vậy chi bằng, ngươi cứ dùng mật này trong nửa tháng để chứng minh sự trong sạch. Hoàng hậu mặt xám xịt, quỳ dạp trên mặt đất, không còn lời nào để nói. Hoàng đế ca ca giận dữ hỏi nàng, ngươi là hoàng hậu cao quý, vì sao năm lần bảy lượt lại muốn gây chuyện với một đứa bé hoàng hậu tự biết không còn đường sống cho nên vẻ mặt rất chấn tĩnh nhìn hoàng đế ca ca oán hận nói bệ hạ thực sự xem nàng là một đứa bé sao bệ hạ rõ ràng luôn nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm xem nàng như một nữ nhân hoàng đế ca ca biến sắc quát ngươi nói bậy bạ gì đó ta ở một bên nói chen vào chuyện này thì có gì đâu chẳng lẽ hoàng đế ca ca nên dùng ánh mắt nhìn nam nhân nhìn ta sao Hoàng hậu Thê Lương cười lạnh, thiếp và Bệ hạ vốn là vợ chồng từ khi còn thiếu niên cho tới bây giờ, vì Bệ hạ thần thiếp đã cố gắng hết lòng, nhưng có ai ngờ, Bệ hạ trong lòng lại chỉ thích cái tiểu nha đầu này. Việc đã đến nước này, thiếp cũng không thể biện bạch nữa. Tấm màn bí mật này có thể kéo lại, nhưng dù người có đem ta vứt bỏ cũng không thể giấu giếm chuyện này mãi, người nên coi chừng hoàng tước ở phía sau. Hoàng đế ca ca kêu to, người đâu, đem hoàng hậu kéo xuống trông giữ cho cẩn thận sau đó quay đầu nói với ta liễu liễu ngươi đừng nghe nàng nói bậy ta vốn cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nàng đến cuối cùng là muốn nói cái gì chuyện ngươi thích ta ta sớm đã biết a à? tấm màn bí mật hoàng hậu vừa nói là gì còn ai là hoàng tước ngươi không cần phải xen vào chuyện này hoàng đế ca ca lôi lôi kéo kéo ta rời đi trở lại ngữ thư phòng hoàng đế ca ca có vẻ rất mỏi mệt ngươi xem những người ở bên chấm còn có những người giáp tâm hại ngươi liễu liễu à người đáp ứng hoàng đế ca ca một chuyện được không về sau cho dù chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ nói dối hoàng đế ca ca được ta cam đoan sẽ không bao giờ nói dối hoàng đế ca ca và phụ thân hoàng đế ca ca có vẻ không hài lòng vì sao còn muốn mang cha ngươi ra đây ta mở miệng oán hận bởi vì phụ thân rất rào hoạt mỗi lần ta nói dối đều bị phát hiện lần trước ta đem chuyện thí nghiệm thuốc ra làm trò chơi bị hắn phát hiện, hắn vừa bước tới đã biết ta lấy thái giám ra làm thí nghiệm thuốc, cũng may là chưa kịp tịch thu thuốc của ta. Hoàng đế ca ca tỉnh ngộ, thì ra là thế, chậm nói với ngươi như thế nào. Phải đổi tính đi, mà gần đây ngươi cũng không có thí nghiệm thuốc. Rõ ràng là vẫn có chuyện chưa nói cho chậm biết. Ta mặt nhân lại đến, việc này rất là mất mặt. Hắn bị bộ dáng của ta làm cho nở nụ cười. Chợt nhớ tới một chuyện nói, Liễu Liễu, người nói trong kinh thành, túy phù dung đều là do nhà của ngươi cung cấp, chuyện ra sao? Nhà của ngươi không phải đều là y nhân sao? Đều là do mẹ ta làm, nàng dạy ta võ công cũng muốn lấy tiền công, cho nên chúng ta đành phải làm thuốc đi bán. Làm thuốc cứu người thì không thể bị được với phụ thân, cho nên đành phải làm độc dược. Nhưng mà ngươi yên tâm, những loại thuốc này đều rất an toàn, ăn vào không chết người. Vừa rồi những lời nói với hoàng hậu lúc nãy đều là nói bậy kỳ thật đến bây giờ ta vẫn chưa từng thấy qua có bất kỳ ai bị túy phù dung độc chết người ai ra hoàng đế ca ca vì cái gì mà cha mẹ ta đều kỳ quái như vậy ta nếu là nữ nhân của ngươi thì tốt rồi hoàng đế ca ca lại có thần sắc kỳ quái chấm phải nhớ ngươi là nữ nhân của chấm ta mất hứng thế thì sao ta không tốt sao ngươi chẳng phải đã từng nói rất vui vẻ khi ở bên ta còn gì Ngươi rất tốt, ngươi là lúc nào cũng làm chấm vui vẻ. Chờ ngươi trưởng thành rồi sẽ hiểu. Liễu liễu, sau khi ngươi trưởng thành thì vào trong cung sống với hoàng đế ca ca được không? Ta gật gật đầu, được, ta hiện tại không phải đang sống cùng ngươi sao? Chuyện này và chuyện kia không giống nhau, về sau ngươi sẽ sống ở trong cung, không được đi ra ngoài. Không đi, không được đi ra ngoài sao? Ta tuy rất yêu quý ngươi nhưng mà ta còn rất nhiều chỗ muốn đi, Mẹ ta đi qua Tây Dương, về khoe với ta, ta cũng muốn đi. Hoàng đế ca ca cũng sẽ cho ngươi đi ra ngoài dạo chơi, nhưng mà mỗi lần đi chơi về, ngươi đều phải trở lại bên cạnh hoàng đế ca ca được không? Được. Hoàng đế ca ca cao hứng nở nụ cười, vậy chúng ta ngoéo tay. Ngoéo tay. Ta về nhà đem sự tình kể cho phụ thân nghe. Phụ thân suy nghĩ gì một lúc, hỏi ta, Liễu Liễu, ngươi có biết hoàng hậu vì cái gì lại muốn hại ngươi không? bởi vì ta dùng cung đánh nàng còn có hoàng đế ca ca thích ta và không thích công chúa của nàng phụ thân gật gật đầu đúng vậy ngươi trước giờ quá sức hung hăng càn quấy làm nhiều chuyện không đúng ở bên ngoài cho nên rất dễ đắc tội với người khác cũng dễ dàng đem tới mầm tai vạ ta không phục nhưng mà nương so với ta còn hư đốn hơn ta cũng không có thấy nàng đưa tới cái gì gọi là mầm tai vạ a đó là bởi vì nương ngươi một thân võ công quét ngang vô số kẻ địch không người nào địch lại. Nhưng người lại không có bản lãnh gì, chỉ toàn ỷ vào hoàng đế ca ca, vì có chỗ dựa cho nên mới có thể hung hăng càn quấy như vậy. Tục ngữ nói, dựa núi núi đổ, dựa người người chảy. Vạn nhất ngày nào đó hoàng đế ca ca ngươi đi vắng, ngươi chắc chắn sẽ không yên ổn mà sống. Phụ thân có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Ta tuy rằng tức giận phụ thân, nhưng thật sự lời nói cũng có đạo lý, ta tự biết phụ thân ta vốn rất tài giỏi cho nên hướng hắn thỉnh giáo, vậy phải làm thế nào? Phụ thân, phụ thân khẽ trầm tư, được, như thế này nhé, ngươi hoặc là luyện võ công đến cùng giống như nương ngươi, một thân võ công không ai bị kịp, chắc chắn là không ai dám chiêu chọc ngươi hoặc là học như phụ thân làm người tốt, sẽ khiến cho mọi người yêu thích ngươi. Ta nhảy trồm trồm lên phản bác, phụ thân mới không phải người tốt đâu, chính là hồ ly. Phụ thân xoa xoa đầu của ta, cười nói vậy cứ học theo như phụ thân người khác nhìn không ra cho nên sẽ không gây khó dễ cho ngươi giống như phụ thân thật sự là quá mệt mỏi ta thả cùng nương học võ phụ thân lại lộ ra nụ cười giống hồ ly nương ngươi cả ngày chỉ biết có tiền vẫn là đừng hy vọng giống như nàng nhà ông ngoại là võ học thế gia vậy chi bằng ngươi đi tới đó học võ công cho thật giỏi không phải là tốt rồi sao ta ngay lập tức cảm thấy có gì đó kỳ lạ không đi khẳng định lại là chủ ý xấu xa của nương nàng chính là muốn quang ta đi để một mình độc chiếm phụ thân lúc này ngươi nói vậy là oan uồng cho nương của ngươi phụ thân giải thích nàng cũng không biết đâu ta xem ngươi nếu cứ như vậy sẽ làm phiền này cầm y vệ phải suốt ngày đi theo ngươi ta là ta muốn ngươi tới nhà ông ngoại ngươi trời cao hoàng đế xa cầm y vệ cũng sẽ không có làm phiền ngươi về sau ngươi muốn làm gì cũng được đương nhiên có đồng ý hay không tùy ngươi ta cuối cùng vẫn là cảm thấy được phụ thân giống như có mục đích khác, nhưng mà nghe phụ thân miêu tả, cảnh tượng tự do vui vẻ chợt hiện ra, tỏa sáng trong đầu ta, thế là ta động lòng. Ta gật gật đầu, được rồi, ta đi. Nhưng mà phụ thân phải giúp ta làm vài loại dược để đem theo chơi, bằng không ta sẽ không đi, lại còn mỗi ngày đều ngủ ở giữa ngươi và nương. Phụ thân gõ đầu ta một chút, ngươi đúng là tiểu cường đảo, ngươi và nương ngươi thật giống nhau. Vài ngày sau, hoàng hậu bị phế, mà quốc không thể một ngày không có hậu, cho nên liền lập tức phong tôn quý phi làm hoàng hậu vì đã có công sinh được trường hoàng tử. Tân hoàng hậu sau khi biết ta là bảo bối trong lòng hoàng đế ca ca, lại còn có hoàng hậu trước làm tấm gương, cho nên đối với ta ra sức lấy lòng nịnh hót. Bất quá ta cũng chỉ hưởng thụ được vài ngày. Phụ thân đã làm thuốc cho ta xong, ta chuẩn bị lên đường rồi, tam ca cùng tứ ca cùng đi theo giúp ta. Đương nhiên ta cũng mang A à thắt theo, Lúc này cách xa tầm mắt của phụ thân, xem ta như thế nào chơi đùa với hắn. Ta đi đến gặp hoàng đế Ca Ca để cáo biệt. Hoàng đế Ca Ca đương nhiên là luyến tiếc, không cho ta đi. Thế là ta phải làm nũng hoàng đế Ca Ca, "Hoàng đế Ca Ca, ta chỉ đi ít ngày thôi, ta muốn học võ công cho thật giỏi để sau này hộ ngươi. Ngươi để cho ta đi nha." Hoàng đế Ca Ca không chịu, "Không được, học võ công thì cứ đi theo nương ngươi học thì tốt rồi." làm gì phải chạy xa như thế. Nương không chịu dạy ta, lại còn muốn thu tiền của ta. Chấm thay ngươi trả là được, bằng không trong cung có thị vệ, cũng có võ công cao cường, chọn mấy dạy ngươi là được. Không được, nương nói ta từ nhỏ đã tập là mộ dung gia nội công tâm pháp, luyện võ công khác không xứng. Vậy thì không cần luyện, nhà của ngươi có nhiều người có võ công cao như vậy để làm chi? Chấm sẽ phái thêm mấy thị vệ đi bảo vệ ngươi. Vừa nghe nói có thêm nhiều người bảo vệ ta, ta càng kiên định muốn đi, quyết tâm dâng cao. Ta bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói, hoàng đế ca ca gạt ta, ngươi đã nói để cho ta đi ra ngoài chơi đùa, hiện tại ta muốn đi đến nhà ngoại tổ ngươi cũng không cho đi, sau này nhưng nơi khác chắc chắn ngươi lại càng không cho ta đi. Ta muốn đi, ta muốn đi, ngươi nếu không cho ta đi, chờ ta trưởng thành, ta cũng không muốn sống cùng ngươi. Hoàng đế ca ca ra sức dỗ dành ta, ta vẫn cứ thế khóc, ta thật sự muốn đi. Cuối cùng hắn đành phải nhượng bộ, nói, được rồi, được rồi, hoàng đế ca ca cho ngươi đi, mau nín khóc, mắt đều đã sương húp lên. Nhưng mà liễu liễu, ngươi đi nhưng không được quên hoàng đế ca ca, đến khi ăn Tết, chấm sẽ phái người đi đón ngươi trở về. Được, hoàng đế ca ca, ta sẽ rất 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 nhớ ngươi. chương 5 Vì ta tới nhà của ngoại tổ, cho nên hiện tại ta gọi là họ mộ dung trình từ sau khi biểu tỷ lấy chồng bọn hắn vẫn luôn hằng ngày mong ngóng ta vừa trông mong thì ta xuất hiện cho nên ta vừa đến đã bị hoan nghênh nhiệt liệt xét theo vị thư thì ta là ít tuổi nhất thế mà tất cả mọi người xem ta như người quan trọng nhất ta ở bắc kinh thì chỉ trừ khi ở trong cung còn những thời điểm khác thì cứ mỗi lần làm chuyện xấu đều phải lén lút phụ thân đối với ta cùng các ca ca luôn luôn yêu cầu là dù cho không thể làm nổi người tốt cũng không sao chỉ là nhất định phải giả bộ người tốt cho thật tốt, phải làm cho người khác nhận không ra, nếu làm không tốt sẽ rất dễ bị người khác nhận ra bản chất thật sự của mình, cho nên bằng mọi cách cũng không được làm tổn hại tới hình tượng của Trình gia. Chính vì thế cho nên ta mới thích đi vào cung chơi, có hoàng đế ca ca bảo vệ ta, ta có thể tận lực để làm chuyện xấu cũng không sợ ta sẽ phá hư hình tượng thiên kim Trình gia để vô tình rơi vào tay của những người ở ngoài cung. Từ sau khi ta sửa thành họ Mộ Dung, ta rất là tự do. Mộ Dung gia thật sự là không cần hình tượng, bằng không cũng sẽ không thể nào nuôi dưỡng ra cái loại nữ nhân giống như mẹ ta. Các trưởng bối đối với ta thật sự là yêu thích còn không hết, cho nên đương nhiên là hết lòng dung túng ta. Chưa hết, những ca ca của ta lại còn đem những ý tưởng xấu xa ta cố giấu trong bụng đem dốc hết ra. Mấy người nhà ngoại tổ ta lại lấy những chuyện xấu xa của ta ra xem như chiến tích vẻ vang. Mỗi khi ta gây chuyện, bọn hắn vẫn thường mở miệng câu nói đầu tiên là không có xấu nhất chỉ có tệ hơn. Đối với việc ta bắt nạt A Thát, ngang những người cùng trang lứa là bậc hậu bối như ta thì không ai nói gì, các trưởng bối cũng có đôi lúc nhắc nhở một chút. Nhưng bất qua nói tới nói lui, cuối cùng cũng không còn ai ngăn cản ta. Mộ dung ra từ trước đến nay nổi danh nhất chính là việc lấy bao che khuyết điểm. Bọn hắn chỉ có thể chờ lúc ta vui vẻ, không khi dễ A Thát nữa mới từ từ khuyên can. Ông ngoại nói không ổn, nói A Thát là sói con, nếu có cơ hội chắc chắn là có thể cắn lại ta. Thất cữu nói, sợ cái gì? Có chúng ta ở chẳng lẽ còn sợ tên tiểu tử kia sao? Nếu thế thì thật sự còn mặt mũi nào nữa? Bà ngoại lại nói, yêu hận vốn là luôn đi chung một con đường, ta xem ra bọn hắn khá là giống một đôi cử nhân vui vẻ. Cử nhân, oan gia nhưng thực tế lại là người mình đem lòng yêu thương, đây được xem là một cách gọi âu yếm. Ta thật sự không tin, nếu nói yêu hận thực sự cùng nhau đi chung một đường, chúng ta lúc trước vẫn còn là hai kẻ xa lạ, vốn là chẳng thể đi chung một đường. Về phần cư nhân thì ta chưa biết, nhưng mà cái sự vui mừng kia thì vẫn là miễn đi. Ta chắc chắn sẽ không thích thắt tử ngốc kia. Hắn còn tưởng rằng ta không biết, mỗi lần ta luyện võ hắn hắn đều nhìn lén, muốn học trộm võ công nhà ta. Đáng tiếc a à, nếu như không có mộ dung ra nội công tâm pháp, luyện đến chết cũng chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt, chả có tác dụng. Ta là có người cầu xin ta luyện, ta cũng không muốn luyện, hắn là muốn luyện nhưng lại không thể luyện. Ha ha, cho hắn tức chết. Ta mỗi ngày ở chung với các ca ca, chúng ta chơi trò vây bắt, gào thét. Chúng ta còn lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá, đi ăn trộm nông sản, hái trộm hoa, tổ chức trọi gà, đua dê. Thế là tự nhiên ở nơi này có biệt danh là tiểu ác bá. Dân bản xứ đều nói ta rất có phong thái của mẫu thân ta ở bên ngoài nhà ông nội tự do tự tại, vui đến mức quên trở về. Lúc mới bắt đầu đi ta còn cách vài ngày đều gửi cho hoàng đế ca ca một phong thư, nhưng càng về sau lại càng làm biếng, cho nên viết cũng ít dần. Hoàng đế ca ca cũng vài lần phái người tới đón ta, nhưng ta không chịu trở về, hẹn ngày về nếu có duyên tất sẽ gặp lại. Đến năm thứ hai, hoàng đế ca ca hạ 12 kim bài thúc giục khiến ta mới ấm ức mà quay trở lại kinh thành đi theo chính là mấy ca ca bên nhà ngôi ai, bọn hắn đã tới tuổi trưởng thành, cho nên muốn đi du lịch thiên hạ nhân tiện hái hoa. Lần trước đi mạc bắc có mấy người thì đều đã lập gia đình. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dự định năm sau sẽ theo chân bọn họ cùng đi du lịch thiên hạ. Ta về đến nhà chưa kịp gặp mặt cha mẹ liền tiến cung tìm hoàng đế ca ca. Bọn thái giám thấy ta trở về cho nên tất cả đều mặt mày hớn hở, ta làm động tác ra hiệu bọn chúng chớ có lên tiếng, gión ra rón rén tiến vào ngự thư phòng. Hoàng đế ca ca đang phê tấu trương, ta khoe khoang khinh công, thả người nhảy lên, tường dắt màn chay nhìn có vẻ chắc chắn, ai ngờ cái màn sân khấu nhìn hoa lệ này lại quá cao tuổi, một tiếng sẹt sẹt vang lên. Bộ ngực sữa của ta chạm sát vào tấm màn, quấn quấn một hồi rồi rơi bịch xuống, thật là mất mặt. Ta sau khi lóc ngóc đứng lên thì phát hiện hoàng đế ca ca đã rời khỏi cái bàn, đứng ở bên cạnh ta cười to, ha ha, liễu liễu, đây là cái trận thế gì thế? Ngươi vừa luyện được miêu công sao? Luyện như thế nào lại khiến chính mình đều con mèo nhỏ? Ta chính là cảm thấy rất mất mặt, dẫm chân phát cáo, đều tại ngươi hại, quỷ hẹp hòi, mấy tấm rèm này đều cũ như vậy mà cũng không đổi cái mới. Như thế nào lại quay sang mà chút giận lên chấm? Hắn như cũ vẫn cười, trong khi giúp ta đứng lên. Ta xem trên tay cũng bẩn bẩn, cho nên cũng không khách khí, hướng lên long bào của hắn mà chùi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, gọi thái giám ở bên ngoài đem nước vào. Hắn tự mình vắt khăn lau mặt cho ta, sau đó dùng khăn lau mặt cho ta. Lại còn cười híp mắt nhìn ta nói, "Liễu liễu, người cao lớn lên nhiều, cũng đẹp hơn so với trước kia." Ta dương dương tự đắc ngẩng cao đầu, "Đương nhiên, cha ta là nam nhân tuấn tú, mẹ ta xinh đẹp như hoa, ta có thể xấu được sao?" Hắn xoay xoay của ta cái mũi, "Thật là chuyện tốt cho ngươi." Ta ôm cái mũi kêu to, hoàng đế ca ca xấu xa, ngươi ghen tị mỹ mạo của ta, cố ý muốn phá hư. Hắn ha ha cười, kéo ta đi đến chỗ ghế dựa, ôm ta ngồi ở trong lòng hắn. Tuy là xa cách một thời gian quá dài, nhưng mà trước kia dù cho có ngồi ở trong lòng hắn cũng không có cảm giác gì, nhưng không hiểu sao lúc này lại cảm thấy được có chút khó chịu. Ta bất an nói, hoàng đế ca ca, để cho ta xuống dưới đi hoàng đế ca ca cũng tỏ dáng bộ thương tâm, liễu liễu không thích hoàng đế ca ca, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không chịu trở về, thư cũng không viết, hiện tại ngay cả để cho hoàng đế ca ca ôm một cái cũng không chịu. Chấm biết, liễu liễu có rất nhiều ca ca, cho nên đã muốn đem hoàng đế ca ca ném ra, đến phía sau, không thèm quan tâm. Ta nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng chẳng quan tâm đến chuyện có khó chịu hay không, giang tay ôm cổ hắn, không phải, không phải, tất cả các ca ca cộng lại cũng không quan trọng bằng hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca là tốt nhất. Hắn lộ ra nụ cười hài lòng, vậy lần này về cũng sẽ không đi nữa, sẽ ở lại cùng hoàng đế ca ca, có được không? Ta khó xử nói, ta đã cùng các ca ca có lời hứa, sẽ rời kinh thành để đi ra ngoài lưu lạc giang hồ. Xem bộ dạng hoàng đế ca ca thực sự rất thất vọng, ta nhanh chóng an ủi hắn, hoàng đế ca ca, ngươi không nên tức giận, ta hiện tại muốn ra bên ngoài du ngoạn, về sau chờ ta trưởng thành, ta sẽ không đi ra ngoài chơi nữa, ta sẽ suốt ngày ở cùng ngươi cho đến khi ngươi cảm thấy phiền đến chết, vậy có được không? gì có chuyện gì chấm cũng sẽ không chê ngươi phiền. hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng tốt, vậy chấm cho ngươi hai năm nữa, về sau thế nào cũng không cho đi nữa, chỉ có thể ở trong cung bên cạnh chấm. Hả, vậy chẳng khác nào mùi tù, ta nghĩ tới đã thấy sợ, cùng hoàng đế ca ca cò kè mặc cả, không được a. À? thiên hạ lớn như vậy, ít nhất cũng 10 năm mới đủ a à. Nếu chờ 10 năm, hoàng đế ca ca sẽ trở thành lão nhân, cho nên chỉ có thể cho ngươi 2 năm. Không cần đâu, hoàng đế ca ca chính là dù có thành lão nhân thì cũng là xinh đẹp lão nhân, 10 năm đi. Không được, 2 năm. Vậy 9 năm, 8 năm, 7 năm, 6 năm, 5 năm, 5 năm, không thể ít hơn được. Người nếu không đáp ứng, ta liền bỏ nhà đi mai danh ẩn tích, lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định, chung quanh ăn mày. Hoàng đế ca ca, mau trả lời, có đáp ứng hay không? Trải qua một phen trả giá trên trời dưới đất, giống như đang mua hàng ngoài chợ, ta rốt cục cũng tranh thủ được 5 năm tự do. Nhưng mà mỗi tháng phải có một phong thơ, hàng năm đến khi ăn Tết nhất định phải trở về. Về đến nhà, phụ thân hỏi ta, ngươi cùng hoàng đế ca ca đàm luận như thế nào? thì cũng như phụ thân nói thôi, hoàng đế ca ca đáp ứng cho ta 5 năm nữa. Phụ thân, 5 năm có phải hay không quá dài? Hoàng đế ca ca bộ dáng hình như rất thất vọng. Nếu không vì phụ thân báo trước cho biết, ta nhất định là có thể đáp ứng hoàng đế ca ca 2 năm. Phụ thân vừa lòng, vỗ vỗ đầu ta, "Không lâu đâu, Đại Minh Giang Sơn nhiều nơi đẹp như vậy, 10 năm cũng chưa chắc có thể xem hết đâu. Nếu không thừa dịp hiện tại đi du ngoạn nhiều một chút, chờ sau khi lập gia đình thì có muốn đi cũng không được. Phụ thân, ta không cần lập gia đình đâu, ta cũng chưa lớn mà. Phụ thân thực khẳng định nói, ngươi nếu không đi ra ngoài du ngoạn, chỉ sợ chuyện này không thể theo ý ngươi. Không chừng năm sau đã muốn gả cho người ta. Không có đâu, ta đã nắm chắc đầm cán rồi mà. Ai dám bước ta, ta sẽ khiến cho hoàng đế ca ca xử phạt hắn. Nhưng mà phụ thân cũng không được ép ta. Phụ thân cười hắc hắc, chỉ sợ kẻ đó chính là hoàng đế ca ca của ngươi. Chẳng lẽ có phiên bang đến cầu thân, bất quá hoàng đế ca ca chính là sợ ta đi hòa thân mới không phong ta làm công chúa, ta ý y có ô dù to lớn, ngay lập tức phản bác phụ thân, hoàng đế ca ca luyến tiếc nên sẽ không cho ta đi hòa thân đâu. Phụ thân vẫn là cười điệu cười hồ ly, ta có nói là đi hòa thân sao? Được rồi, người cũng không cần biết nhiều, cứ vui vẻ đi ra ngoài du ngoạn đi những lời phụ thân nói cùng ngươi không được nói cho hoàng đế ca ca của ngươi biết đã biết rồi mà phụ thân xấu nhất mỗi lần người ta cùng hoàng đế ca ca nói cái gì đều biết nhưng mà chính mình nói cái gì cũng không cho ta nói cho hoàng đế ca ca biết không công bằng thật đúng là con gái là con người ta a ai ra phụ thân thở dài vì sao nương luôn làm cho ta cao hứng còn ngươi cứ khiến ta thương tâm hừ phụ thân gạt người phụ thân cùng nương giống y hệt nhau, lúc nào cũng ước gì cho chúng ta đi ra ngoài dung ngoạn, không quấy rầy các ngươi ân ái. Chương 6. Ta luyện võ tư chất không bằng nương, lại sợ chịu khổ, hơn nữa bị mọi người nuông chiều, bởi vậy võ nghệ của ta rất là yếu kém. Phụ thân nói, hy vọng ta đi ra ngoài nhiều sẽ học hỏi được thêm kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm, hy vọng sẽ phát sinh nhiều chuyện để đánh nhau với đám tà đạo, không cần hại người, chỉ cần tự bảo vệ mình được. Năm thứ nhất chúng ta du lịch dọc theo sông Trường Giang, đương nhiên là A Thát cũng đi theo. Các ca ca cũng không phải là lương thiện gì, sau khi thoát ly khỏi tầm mắt của trường bối thì cũng ngủ vào với ta làm mấy chuyện xấu. Kỳ thật, bọn hắn nhìn thấy ta khi dễ A Thát thì cũng đều vui vẻ. A Thát đọc sách của người Hán được vài năm, cũng đã học được sự giàu hoạt của người Hán, bây giờ đã có thể che được tính lang, nhưng mà giữ im lặng mặc kệ cho ta khi dễ. Lấy ví dụ điển hình, ví dụ như việc trải đầu đó là việc hết sức dườm già đương nhiên ta không thể làm phiền đến các ca ca của ta thế là ta ra lệnh cho a thắt tết tóc cho ta nếu dám làm đau ta hoặc là kéo đầu của ta ta liền kê đơn thuốc trừng phạt hắn hắn trải qua vài lần chết đi sống lại mới có thể học được cách dùng mấy ngón tay cho linh hoạt để tết tóc cho ta trên đường đi ta nhân tiện xem hắn như nô lệ luôn ta biết hắn thường từ một nơi bí mật gần đó hung tợn nhìn chằm chằm vào ta muốn tìm thời cơ muốn trả thù ta, nhưng mà ai sợ hắn chứ? Có các ca ca, còn có A xỏa, hắn muốn tìm cơ hội trả thù xem ra còn khó hơn lên trời. Ngày Tết, ta đúng hẹn trở lại Kinh Thành, ở đó một tháng, ta mỗi ngày đều tiến cung để chơi với Hoàng đế ca ca. Ta đem những hiểu biết bên ngoài về từng cái từng cái kể cho Hoàng đế ca ca nghe, hắn nghe xong thì nước miếng chảy ròng ròng, hắn nói không muốn làm Hoàng đế nữa, muốn theo ta cùng đi dung ngoạn. Bất quá! hắn cũng chỉ là nói mà thôi hắn là hoàng đế có nhiều chuyện quốc gia đại sự phải xử lý hắn sao có thể yên tâm mà đi ra ngoài dung ngoạn một tháng sau ta và hoàng đế ca ca tạm biệt hắn ôm ta vỗ về ta dặn dò liễu liễu lần này đi về sớm một chút đừng bắt hoàng đế ca ca chờ đợi đến năm năm lâu như vậy a à. lòng ta đã sớm bay ra bên ngoài cho nên ta chả cần biết gì chỉ biết gật đầu ừ được liễu liễu không cần miễn cưỡng, người phải thật tâm đáp trả ta. Hoàng đế ca ca nâng cầm của ta lên, ánh mắt âu yếm nhìn ta. Mặt ta bất xác liền đỏ ửng lên, ừ, hoàng đế ca ca, ta nhất định sẽ sớm một chút quay trở về, kỳ thật, ta ở bên ngoài cũng rất muốn về với hoàng đế ca ca. Hoàng đế ca ca vừa lòng khẽ nở nụ cười, cúi đầu xuống, đưa mặt đến trước mặt ta, chóp mũi gần như chạm tới chóp mũi của ta. Hơi thở nóng rực phả lên mặt ta, biểu cảm trên mặt có vẻ là lạ, giống như là đang say rượu vậy. Ta cứng người không dám động đẩy, khẽ hỏi, hoàng đế ca ca, ngươi làm sao thế? Như vậy trông rất quái lạ. Hắn giống bừng tỉnh, thở dài một hơi, nhè một bên mặt mà đặt lên đó một nụ hôn. Ta bụng mặt, cũng có chút cảm giác nóng bừng giống như say rượu. Hoàng đế ca ca lại thở dài, buông ra ta, khẽ đến bên chậu nước vốc nước lên mặt, ngây người một lúc, sau đó nâng lên khuôn mặt ướt sũng lên nói, ai ra, người đi ra ngoài du ngoạn cũng tốt, bằng không, chấm sợ chính mình sẽ không nhẫn nại được đến khi người trưởng thành. Ta rất muốn biết hắn rốt cuộc là nhẫn nại cái gì, nhưng mà khi đó, không khí có chút là lạ, cho nên ta liền nhịn xuống không có hỏi. Về nhà kể lại cho phụ thân nghe, chỉ có chuyện hoàng đế ca ca hôn ta là ta chưa nói. Phụ thân tâm sự nặng nề, nói, liễu liễu, người kỳ thật cũng không cần hàng năm đều phải trở về nhân lúc này đi trên đường hội lãng phí thêm nhiều thời gian hơn nữa đi cái gọi là tướng ở bên ngoài quân mệnh cũng không thể sai khiến hoàng đế ca ca thương ngươi như vậy cũng sẽ không bắt tội ngươi ta gật gật đầu tuy rằng cảm thấy được phụ thân mưu đồ gì đó nhưng đối với ta cũng không hại gì cho nên ta liền chấp nhận ta đi theo các ca ca du lịch về sau ta cũng không trở về hàng năm nữa mỗi lần gửi thư cho hoàng đế Kakata đều giải thích, hết bức thư dài ngoằng này đến bức thư dài ngoằng khác, sau đó kéo thêm 17 ca của ta nhảy vào, cùng nhau bôi ấn xanh đỏ ký tên làm chứng. Năm thứ hai, ta rốt cuộc cũng biết được ý đồ của phụ thân, hắn cùng nương năm ấy lại đi Tây Dương. Lúc ta biết thì ta lại đang ở Tân Cương, có chắp cánh bay về cũng không kịp. Khẳng định là nương dở trò, nàng sợ ta đòi đi theo, về sau sẽ không có chuyện để khoe cho nên mới cố ý kêu phụ thân gạt ta đừng trở về nương là xấu nhất các ca ca an ủi ta nói rằng nơi này rất gần sa mạc có thể đi xem tham quan mấy quốc gia lâu đời sau đó tiện đường đi đến nơi văn thành công chúa được gả đi để xem núi tuyết những chỗ này nương cũng chưa đi qua về sau đem ra khoe chắc chắn ta cũng sẽ không thua thế cho nên ta đây mới an tâm ở tân cương chơi đùa chúng ta xem qua vài di chỉ chứng kiến sự thịnh vượng của quốc gia cổ, đi qua tơ lụa con đường, đi đến sông Hoàng Hà. Mấy người chúng ta, đi đến đâu cũng thấy có rất nhiều các cô nương xinh đẹp. Các ca, ca của ta bộ dạng cũng không tệ, cho nên dọc theo đường đi đã trêu chọc được rất nhiều bông hoa xinh đẹp. Có mấy lần, ta trộm nhìn thấy các ca, ca cùng cô nương núp sau tảng đá hôn môi, ta tự nhiên nhớ đến cái lúc Hoàng đế ca, ca ở trên gương mặt ta hôn một si ha, bất giác mặt nóng lên ta hình như cũng đã lờ mờ nhận ra ý tứ của hoàng đế ca ca. Ta xem dân tộc Duy Ngô Nhĩ phục sức rất đẹp, cho nên cũng đi kiếm một bộ để mặc, sau đó tết từng túm tóc của ta lại thành hình đuôi sam. Ta là ngoại tộc nhưng khi ăn mặc như bọn họ xem ra cũng rất được, A Thát nhìn ta đến ngây người. Ta đá hắn một cước, mắng hắn, tử thắt tử, nhìn cái gì vậy? Hắn lại khôi phục lại ánh mắt lang sói, hung tợn nhìn ta. Tuy rằng ta còn nhỏ, nhưng lại rất xinh đẹp, tuy là ngoại tộc những cũng có kẻ truy ngựa ở phía sau ta hát, phương xa cô nương đây, người xinh đẹp, hình ảnh đó đã chiếm cứ cả trái tim ta. Bị những người như vậy nhiệt liệt ái mộ, ta cũng có chút đắc ý, cười híp mắt, sau đó dùng một chút tiếng ngoại tộc vừa mới học đáp trả lời, lòng ta vốn đã có người, hắn so với các thiên thần thật sự rất giống nhau, các ngươi ai so ra thì cũng đều kém hắn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn